Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung bài viết Trận Mậu Thân 1968 tại tỉnh lỵ Con Tum và quần lỵ Tân Cảnh chưa từng đăng trên Youtube Người dịch tại Trần Chuyển ngữ từ trang 302 tới 308 của sách The Clock của Eric Villac Ghi chú, ngoài các đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa, các đơn vị còn lại trong bài viết đều là của Mỹ. Thành phố thứ ba ở cao nguyên Trung Phần bị tấn công vào đêm 29 và 30 tháng 1 năm 1968 là Con Tum, tỉnh lỵ của tỉnh Con Tum, cũng như hai thành phố khác của cao nguyên là Ban Mê Thuật và Pleiku. Dân số của tỉnh lỵ này khoảng 28.000, gồm người Kinh và Thượng. Cách khoảng 50 km bắc của thành phố Pleiku, thành phố nằm ở một chỗ uốn cong của Đắk Bơ La, một con sông chảy chậm che chở mặt nam và đông của thành phố. Quốc lộ 14 chạy qua giữa phía tây của thành phố, nối tỷ lệ này với thành phố Pleiku và Đắk Đô. Một loạt các căn cứ nằm dọc theo phòng tuyến phía bắc của thành phố. Xa nhất về phía đông của phòng tuyến này là một sân bay trong đó có các căn cứ của đại đội 57 trực thăng tấn công, chi si đoàn A của thiết đoàn 2 sư si đoàn 1 không kỳ, đại đội B của tiểu đoàn 299 công binh, và một đại đội dân sự chiến đấu. Tòa nhà của toán cố vấn Markvi và một đài truyền tin nằm ở phía tây của phòng tuyến trên đây. Giữa sân bay trên đây và tòa nhà của Markvi là bộ chỉ huy của biệt khu 24 của Việt Nam Cộng Hòa. Phòng thủ bởi tiểu đoàn 2, trung đoàn 42, sư đoàn 22, bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Đại đội 406 thám kích và một pháo đội 105 ly Việt Nam Cộng Hòa. Xem bản đồ bên dưới một đại đội lính thưởng giữ bộ chỉ huy tiểu khu nằm ở trung tâm thành phố. Người chịu trách nhiệm bảo vệ thành phố Con Tum là Đại tá Nguyễn Trọng Luật, tư lệnh của biệt khu 24, bao gồm tỉnh Con Tum. Cố vấn của Đại tá Luật là Đại tá James Cahill, phối hợp hành quân giữa Liên quân Việt-Mỹ để bảo vệ thành phố. Tin tình báo đáng tin cậy đã cho thấy thành phố này có khả năng bị tấn công một số nơi trong kỳ nghỉ Tết kéo dài cả tuần này hai vị tư lệnh đã xem xét và thực tập kế hoạch phòng thủ chung, gia tăng các hoạt động trinh sát và tăng cường kế hoạch phòng thủ chung của một số căn cứ quan trọng bằng cách lập thêm hàng rào kém gai và bãi mìn bên ngoài chu vi của sân bay. Đại tá luật cũng cho binh sĩ trực 50 trên 100 trong những ngày lễ này. Cuộc tấn công vào thành phố Con Tum đã bắt đầu lúc 2 giờ 12 phút ngày 30 tháng 1 năm 1968 khi một đại đội của tiểu đoàn 406 đặc công Cộng sản Bắc Việt và một đại đội của tiểu đoàn 304 quân địa phương tiến vào thành phố từ phía Đông Bắc và kế đó tấn công sân bay. Trong lúc quân Cộng sản cố gắng vượt qua hàng rào cám gai mới dựng và bị thương vong, do mìn sống người, lính Mỹ đã nổ súng và trực thăng gôn xếp từ đại đội 57 trực thăng tấn công đã nhanh chóng cất cánh. Nhờ ánh sáng từ đèn pha cực mạnh của sân bay, các trực thăng đã tấn công địch bằng rocket và đại liên, chặn đứng kịp thời khi chúng chỉ cách phi đảo chính 50 mét. Địch quân đã mở cuộc tấn công thứ hai và mạnh hơn vào sân bay một thời gian ngắn sau đó, khi tiểu đoàn K-6 của Trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt tham gia trận đánh. Vào lúc đó, hai xe tăng M-48 và bốn thiết vận xa M-113 của chi đoàn A, thiết đoàn 2, sư đoàn 1 không kỷ xuất phát từ doanh trại của họ đã rầm rộ xông tới tấn công vào sườn phải của đoàn quân Cộng sản Bắc Việt. Cuộc tấn công đột ngột này đã khiến địch quân sáo trộn hàng ngũ, nhưng họ đã nhanh chóng phản công, khiến thiết giáp Mỹ không còn giữ thế chủ động. Các đạn B-40 đã bắn vào thiết giáp Mỹ, chúng ít nhất một chiếc, và các xe thiết giáp đã bắt đầu rút về doanh trại của họ. Trong khi cuộc tấn công sân bay đang diễn tiến, vài đại đội Cộng sản Bắc Việt thuộc các tiểu đoàn K-4 và K-5 thuộc Trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt và hai đại đội thuộc tiểu đoàn 304 đã tấn công doanh trại của biệt khu 24 ở cách đó vài trăm mét về phía tây. Khi địch đã lọt vào doanh trại, đại tá luật đã rút lui về nhà riêng với một trong các đại đội của ông. Nghĩa là không còn chỉ huy đơn vị của ông. Rất may cho quân phòng thủ, quân tấn công có vẻ thiếu tổ chức. Ví dụ, họ chạy ngang hai khẩu 105 ly, nhưng không dùng hay phá hủy nó. Họ cũng không biết bộ chỉ huy của biệt khu 24 và nhà của phó tuyển trưởng Nội An nằm ở đâu. Dù đây là hai tòa nhà phải có trên danh sách các mục tiêu của họ. Cùng lúc đó, vài đại đội của các tiểu đoàn K4 và K5 đã tấn công danh trại của cố vấn ở cách đó vài trăm mét về phía tây nam. Các cố vấn, lính của đài truyền tin và lính của đại đội thám kích thượng đã đẩy lui cuộc tấn công nhưng địch quân đã tràn ngập một trung tâm thẩm vấn và trường sinh ngữ ở ngay phía bắc của doanh trại này. Ở trung tâm thành phố, khoảng 80 quân của tiểu đoàn 306 đặc công đã xâm nhập thành phố từ một hay hai ngày trước Tết, đã mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa để tấn công vào bộ chỉ huy tiểu khu. Lính phòng thủ người thượng đã đẩy lui đặc công. Trong lúc cuộc chiến diễn ra ác liệt, Trung tá Nguyễn Hợp đoàn, tiểu khu trưởng, đã trông thấy một nhóm người đang núp trong một rãnh mương gần đó và ăn mặc như lính địa phương quân nhưng lại mang ba lô của Việt Cộng. Trung tá đoàn bảo một người lính đang thủ M79 đứng gần, bắn vào nhóm người này. Người lính nổ súng và mọi người trong nhóm đều chết. Sau này được biết trong nhóm này có tên tỉnh ủy của Con Tum và vài cấp dưới của Y. Tuy nhiên cái chết của những người này đã không ảnh hưởng đến trận đánh và trong vài giờ kế địch quân vẫn tiếp bao vây bộ chỉ huy tiểu khu. Trận chiến trong thành phố Con Tum đã giảm dần cường độ khi trời sáng. Phần lớn địch quân tìm chỗ núp khi gôn xếp vần vũ trên trời. Quân cứu viện của Mỹ đã tới trong lúc giải rác tiếng súng nhỏ. Đó là lực lượng đặc nhiệm Delta, gồm hai trung đội được huấn luyện đặc biệt để hành quân trực thăng vận. Và đại đội D của chi si đoàn 7 thiết đoàn 17 thuộc sư si đoàn 4 bộ binh Mỹ đổ bộ xuống sân bay khoảng 9 giờ 30 phút. Nói thêm, người lính của trung đội này ngoài kiến thức bộ binh thông thường còn học thêm kỹ thuật tuột núi và tuột dây để xuống đất nhanh chóng từ trực thăng. Khi tuột dây, người này có thể cách người kia 3 mét. Họ phải mang găng tay để khỏi bị thương tích khi tuột. Sau khi nghiên cứu tình hình mới nhất, lực lượng này tiến về phía bắc của thành phố một thời gian ngắn sau 12 giờ trưa. Sự chống trả của địch lúc đầu yếu ớt nhưng sau đó gia tăng rất nhiều khi lực lượng đặc nhiệm Delta tới gần doanh trại của Mark v ở phía tây bắc của thành phố, cần thêm nhiều quân để đánh đuổi địch quân. Viện quân đã tới vào buổi chiều khi Trung tá William Pân, chỉ huy của tiểu đoàn 1, trung đoàn 22 của sư đoàn 4 bộ binh Mỹ và hai đại đội của ông được trực thăng vận vào thành phố. Ông gửi đại đội A bắt tay với lực lượng đặc nhiệm Delta ở phía bắc thành phố và đại đội B tới rìa phía nam của thành phố để bảo vệ cầu tránh trên sông Đắc -Bla. Một khi trung tá này lập bộ chỉ huy của ông gần cầu này, ông sẽ chỉ huy mọi quân Mỹ trong thành phố. Lúc đó có khoảng vài trăm địch quân ở trung tâm thành phố và có lẽ hai hay ba lần số đó ở ngoại ô ở phía bắc thành phố. Tình hình vẫn còn bấp bênh ở doanh trại của cố vấn Mỹ ở phía tây bắc thành phố và dinh của tuyển trưởng. Khi trời sụp tối, liên quân Việt-Mỹ chuẩn bị cho trận chiến ban đêm. Giờ vào bóng đêm, quân Cộng sản đã cố gắng nhưng lần nữa thất bại khi đỉnh chiếm sân bay. Kế đó, ngay sau 12 giờ đêm của ngày 30-31 tháng riêng, Trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt đã tiếp tục tấn công doanh trại của Cố vấn. Sau vài giờ ác chiến, Cố vấn Mỹ và lính thượng đã bắt đầu thiếu đạn. Khi vài địch quân bỏ ngang hàng rào kém gai lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày 31 tháng 1, quân Mỹ bắt đầu đốt giấy tờ quan trọng đây là một hành động đúng đắn nhưng không cần thiết vì quân phòng thủ đã nhanh chóng dùng súng nhỏ để diệt khoảng 10 tên khi chúng vượt qua hàng rào kém gai. Vì đạn dược hao hụt nghiêm trọng, một máy bay đã thả đạn dược xuống doanh trại của cố vấn một thời gian ngắn sau đó. Giờ đây, với đạn dược đầy đủ, quân phòng thủ đã cầm cự sẽ đến giảng đông khi địch quân hủy bỏ cuộc tấn công. Quân đồng minh đã đổ vào thành phố Con Tum vào ngày thứ hai của trận đánh một đại đội lính thượng đã được trực thăng vận vào doanh trại của cố vấn và đại đội D của tiểu đoàn 1, trung đoàn 22 của sư đoàn 4 bộ binh Mỹ đã lập các vị trí quanh sân bay. Một pháo đội 105 ly được đặt gần bộ chỉ huy của trung tá dân ở ngoài ô phía nam của thành phố. Vào lúc cuối chiều, 9 xe tăng M48 của đại đội C, tiểu đoàn 1, trung đoàn 69 thiết giáp từ quốc lộ 14 tiến vào thành phố đoàn xe tăng chia từng nhóm 2 hay 3 chiếc để có thể bảo vệ các vị trí quan trọng trong thành phố. Sau khi lực lượng đặc nhiệm Delta lục soát khắp thành phố, họ rút về doanh trại của cố vấn để nghỉ đêm. Như quân đồng minh dự đoán, Trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt đã tiếp tục tấn công doanh trại của cố vấn sáng ngày 1 tháng 2. Bắc quân đã phá hủy một máy phát điện nhằm cắt điện các đèn trên hàng rào phòng thủ. Nhưng điều này đã không nao núng quân phòng thủ là một lần nữa sau vài giờ giao tranh ác liệt, quân phòng thủ sắp hết đạn. Nhưng vài phi công trực thăng gan dạ đã liều lĩnh tiếp tế những thứ mà họ cần nhất. Trong khi đó, quân Cộng sản Bắc Việt đã bắn hỏa tiến 122 ly vào sân bay. Một quả đã khiến một xe bồn bốc cháy dữ dội, nhưng không gây thiệt hại đáng kể cho doanh trại. Khi trời đã sáng, Trung tá Dân đã bắt đầu một cuộc hành quân lục soát phối hợp toàn thành phố đại đội C của tiểu đoàn 1 trung đoàn 22 và lực lượng đặc nhiệm Delta đã lục soát khu vực tránh của con tum, quét sạch các tổ 2 hay 3 người của cộng sản từ nhiều nhà. Trong khi đó, trung tá gửi đại đội D tái chiếm trung tâm thẩm vấn tù binh và trường sinh ngữ ở góc tây bắc của thành phố gần doanh trại của cố vấn. Một loạt súng nhỏ đã quét vào trung đội dẫn đầu của đại đội D khi họ tới gần các tòa nhà, làm bị thương ít nhất 10 người. Trung tá Dân lập tức giao nhiệm vụ cho đại đội C, cũng như hai xe tăng và một M113 thuộc chi đội A, chi đoàn 2, thiết đoàn 1 vừa mới tới thành phố. Lực lượng hỗn hợp này đã chấn áp một đại đội của Trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt đang tăng cường trong khu vực này và giết chết ước lượng 47 cổng quân. Khoảng 100 lính Cộng sản giải về phía Bắc xuyên qua một cánh đồng chống trải. Phần lớn bị bắn hạ trước khi tới được biển rừng rậm rạp. Trung tá Dân có thêm tin tốt sau đó vào buổi tối, khi hai đại đội của tiểu đoàn 1, trung đoàn 12 của sư đoàn 4 bộ binh Mỹ trở tới từ Đắc Tô, hòa lập siêu vi phòng thủ ngay phía bắc sân bay. Trung tá giờ đây đã có một đội quân đáng kể giữa thành phố và trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt ở ngoại ô phía bắc. Tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ ngày 29 tháng 1, tỉnh lị này gần như hoàn toàn yên tĩnh. Lính của trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt tiểu đoàn 304 địa phương và tiểu đoàn 406 đặc công Cộng sản Bắc Việt đã bắt đầu rút khỏi thành phố. Quân đồng minh ước lượng 753 địch chết, một con số rất lớn so với lực lượng tham chiến ban đầu của địch. Quân Mỹ đã quét sạch tàn quân địch tại thành phố Con Tum trong ngày 3 và 4 tháng 2 và bắt đầu truy kích trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt vào ngày 5 Tây. Trung tá Jönk đã có đủ quân dưới tay hai pháo đội một đại đội thiết giáp, một sư đoàn không kỷ gồm toàn trực thăng tấn công và năm tiểu đoàn bộ binh, dơ sức đè bẹp Bắc quân nếu họ muốn sống lại. Do vậy, ông trả hai đại đội của tiểu đoàn 1 trung đoàn 12 về lại Đắc Tô. Trong khi đó, trung đoàn 24 Cộng sản Bắc Việt đã tái tổ chức tại đội 684, một ngọn đồi đầy cây cối khoảng 5 km đông bắc thành phố. Đồi này đã được dùng làm tiền cứ của trung đoàn này trong những ngày trước Tết do vậy rất vững chắc với công sự, giao thông hào và đạn dược lương thực. Giờ đây, đội này trở thành cứ điểm phòng thủ cho trận đánh cuối cùng. Cuộc chạm súng đầu tiên xảy ra khoảng 1.500m phía nam của đội, khi trên sát của địch chạm súng với các thành phần đi đầu của tiểu đoàn 1 trung đoàn 22. Đồng độ kéo dài tới khi sụp tối. Sáng hôm sau, ngày 6 tháng 2 năm 1968, đại đội A của tiểu đoàn 1 trung đoàn 22 sọc thủng phòng tuyến và tấn công đội 684. Ở sườn phải của họ, đại đội B tấn công cao điểm kế cận, đội 721. Khi thấy đại đội A gặp chống trả dữ dội, đại đội B chuyển hướng và tấn công vào phía đông của đội 684. Bắc quân có thuận lợi nhờ ở trên cao và cây cối xe phủ. Sau khi bị cầm chân gần như suốt ngày, cuối cùng quân Mỹ rút lui với 4 xét và 17 bị thương. Tướng Pierre, tư lệnh của sư đoàn 4 bộ binh, ra lệnh sơ đại đội A của tiểu đoàn 1 trung đoàn 72, tăng cường cho chúng tá dân Trong buổi sáng ngày 7 tháng 2, chia pháo đã bắn phá đội này. Sau khi rất phi pháo, các đại đội A và B của tiểu đoàn 1 trung đoàn 22 và đại đội A của tiểu đoàn 1 trung đoàn 12 xung phong lên đổi. Trong khi đại đội D của tiểu đoàn 1 trung đoàn 22 và một số xe tăng vòng quanh chân đổi phía Tây và các đại đội C của tiểu đoàn 1 trung đoàn 22 dưới chân đổi phía Đông. Nhưng mọi thứ trở nên vô ích vì địch đã rút với điều này, trận chiến ở Con Tum hoàn toàn chấm dứt. Một trận đánh lớn khác tại phía tây của Cao Nguyên trong dịp Tết đã xảy ra tại quận lị Tân Cảnh. Ở phía đông của Đắc Tô, một tiểu đoàn của Trung đoàn 174 đã chiếm một phần của thành phố vào sáng 30 tháng 1, nhưng đã bị một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 42 Việt Nam Cộng Hòa đẩy lui trong cùng ngày. Ngày 8 tháng 2, Trung đoàn 174 đã tái tấn công Tân Cảnh với quân số đông hơn nhưng quân phòng thủ Việt Nam Cộng Hòa nhờ có nguyên một tuần để cải thiện vị trí đã khiến địch quân không thể vào thành phố. Bắc quân đã mất khoảng 150 quân trong trận tấn công thứ hai. Sau đó trung đoàn 174 và 66 rút qua Campuchia để bổ sung quân số. San Jose ngày 31 tháng 5 năm 2023 tại trận